Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sau khi tôi đi trong chung bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa soạn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quá thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đứng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sau khi tôi đi trong chung bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa soạn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quá thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Quá thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm. Làm theo ý cha, rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn được, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, nhắc nhở chúng ta về sự biết ơn Chúa. Trong tinh thần đó, tôi xin chân thành gửi đến mỗi cá nhân và tất cả những gia đình con cái Chúa trong Hội Thánh Sống Mới thân thương chúng ta. Cảm ơn Ban Chấp hành Hội Thánh đã trung tín và hy sinh
trong sự tích cực, hết lòng hầu việc Chúa, sát cánh với tôi trong sự hầu việc Ngài. Cảm ơn con gái Chúa về sự đóng góp khả năng, ân tứ, thời giờ, tiền bạc, sức lực, vật chất, tinh thần, nói chung, để cùng nhau mở mang công việc Chúa và làm vinh hiển Đức Chúa Trời chúng ta. Cảm ơn về tinh thần yêu thương, tha thứ, hiệp nhất, cảm thông, cùng nâng đỡ với nhau của con gái Chúa trong hội thánh. Cảm ơn Chúa về tấm lòng trung tín, học hỏi lời Chúa, tham gia phục vụ của các ban ngành trong hội thánh. Tôi tin rằng với tấm lòng thành đó, hội thánh sống mới của chúng ta sẽ có những chiều hướng tích cực, lạc quan và phát triển hơn nữa trong những năm tới. Nguyện xin Chúa cho chúng ta càng tấn tới trong ơn yêu thương của Chúa, để đoàn kết một lòng cùng nhau gây dựng vương quốc của Chúa, hầu đem tin lành đến cho nhiều người chung quanh, nhất là cộng đồng người Việt Nam tại Colorado. Nhiều người vẫn chưa biết về tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu. Nguyện xin Chúa chúc phước dư dật trên cá nhân, toàn thể gia đình chúng ta. Happy Thanksgiving! Cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy. Thank you.
happy Thanksgiving.